478. Chuyện sứ thần. Tiền thân vua Tha. Trầm tư trên bến nước sông Hằng. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc tán thán trí tuệ của ngài. Trong chánh pháp đường, tăng chúng đang bàn luận: "Này các tỷ kheo hiện hữu, tài trí của đấng thập lực thật dồi dào, phương tiện thiện xảo biết bao. Ngài đã chỉ cho Dương tử Nanda, em trai của ngài, thấy cả bầy thiên nữ, xong khiến vị ấy đắc thánh quả. Ngài lại trao chiếc y cho chàng tiểu thị giả của ngài và giáo hóa cho chàng chứng thánh quả bốn thiền chứng. Ngài chỉ đấu hoa sen cho người thợ rèn nọ, khiến người ấy đạt thánh quả. Thật ngài đang hóa độ chúng sinh với muôn vàn phương tiện khác nhau." Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang ngồi bàn luận chuyện gì. Các vị trình với ngài. Ngài bảo: "Đây không phải là lần đầu tiên Như Lai có đủ phương tiện thiền xảo và tài trí để biết rõ việc gì sẽ đem lại kết quả như ý đâu, mà ngày xưa Như Lai cũng đã đầy đủ tài trí." Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời nọ, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, cả nước đó không có vàng vì vua áp bức toàn dân và lấy hết kho vàng. Vào thời ấy, Bồ Tát sinh vào một gia đình Bà La Môn ở một làng nọ trong xứ Kasi. Khi ngài đến tuổi khôn lớn, ngài đến Takasila và nói: "Ta sẽ kiếm tiền để trả học phí cho sư phụ ta sau, bằng phương pháp sinh của bố thí một cách kín đáo." Ngài đi đến thọ giáo, và khi đã hoàn thành việc học tập, ngài nói: "Thưa sư phụ, con sẽ dùng hết năng lực tinh cần của con để đem về dâng sư phụ số tiền xứng đáng với việc sư phụ dạy bảo." Thế là xin phép từ giả thầy dạy, ngài ra đi tất cả vùng đó để cầu bố thí. Sau khi ngài đã kiếm được vài lạng vàng theo đúng cách chân chánh và ngay thẳng, ngài ra về định trao tận tay thầy mình. Rồi trên đường đi đã dùng thuyền vượt qua sông Hằng. Khi con thuyền chồng trành trên mặt nước, số vàng ấy rơi mất. Ngài suy nghĩ: "Xứ này thật khó kiếm vàng. Nếu ta lại đi lần nữa để kiếm tiền trả thầy thì ta sẽ chậm trễ lắm. Vậy nếu ta cứ ngồi tuyệt thực bên bờ sông Hằng thì sao?" Dần dần cũng có lúc đức vua biết được việc ta ngồi đây, và vua sẽ phái một vài cận thần đến, nhưng ta sẽ chẳng nói gì với họ. Sau đó chính đức vua sẽ đến, và nhờ đó ta sẽ kiếm được tiền học phí trả thầy ta. Vì vậy ngài đắp thượng y lên mình, đặt sợi dây tế đàn ra ngoài và ngồi bên bờ sông Hằng như thể một pho tượng vàng trên vùng cát bạc. Đám đông đi ngang qua thấy ngài ngồi đó không ăn thứ gì cả, liền hỏi tại sao ngài ngồi như vậy, nhưng ngài không nói lời nào với dân chúng cả. Hôm sau dân làng kế cận hay tin ngài ngồi đó cũng đến hỏi han, nhưng ngài cũng không nói gì. Dân chúng thấy ngài kiệt sức như vậy thì vừa bỏ đi vừa thương xót than vãn. Ngày thứ ba, dân từ kinh thành kéo đến. Ngày thứ tư là các bậc quyền cao chức trọng trong kinh thành. Ngày thứ năm là đám triều thần quanh vua. Ngày thứ bảy, vua sai các đại thần đến, nhưng ngài chẳng hề nói với ai điều gì. Ngày thứ bảy, vua lo ngại đi đến gặp ngài và xin ngài giải thích qua dần kệ đầu. Trầm tư bên bến nước sông Hằng, và tại sao chàng chẳng nói năng để trả lời ta truyền nhắn hỏi, hay chàng giấu chuyện khổ đau chăng? Nghe lời này, bậc đại sĩ đáp: "Tâu chúa thượng, nỗi sầu của thần chỉ được thổ lộ cho người có thể dứt bỏ nó đi, chứ không nói với ai khác được." Rồi ngài ngâm bảy dần kệ: "Hỡi đại dương nuôi xứ Kasi, số ngài dí thử gặp sầu bi. Nỗi sầu chớ lộ cho người khác, nếu kẻ này không có ích gì. Song nếu ai san sẻ một phần nỗi sầu nhờ thế lực quyền năng, thì con người ấy đang sầu muộn, nói rõ người kia mọi ước mong. Tiếng loài sơn cẩu, tiếng chim muông cũng rất dễ dàng được cảm thông. Tiếng nói người đời tuy rõ thế, vô cùng khó hiểu, hỡi quân dương.
Con người thường nghĩ bản thân mình, quyến thuộc, bà con, bạn chí tình. Song mối tình thân thường biến mất, oán thù căm hận lại dần sinh. Người không được hỏi gặng nhiều lần, nói chẳng đúng thời nỗi khổ tâm, chắc chắn làm phiền lòng bạn hữu, mong mình an ổn phải than gian. Tìm kiếm cơ may để nói năng, biết người hiền trí lại đồng lòng, bạn hiền tỏ đổi ưu cùng bạn, ý nghĩa nằm sau tiếng dịu dàng. Song nếu trí nhân thấy rõ ràng, không gì giải được nỗi gian truân, điều gì đem nói cho người biết cũng chẳng đạt thành quả ước mong. Bậc trí một mình đành nín lặng, e dè nhẫn nhục đến sau cùng. Bậc đại sĩ đã thuyết pháp như vậy qua 7 dần kệ trên để giáo hóa vua, rồi ngâm thêm 4 dần nữa để kể chuyện ngài đi kiếm tiền trả cho thầy dạy. Đại dương, thần đã phải lang thang nhiều nước, kinh thành mỗi quốc dương, thị trấn thôn làng cầu bố thí, bởi vì học phí quyết lòng mang. Đến trước thềm ai mọi chủ nhà, triều thần đạo sĩ hoặc thương gia, cầu xin một ít vàng thần được, chừng 1-2 lạng ấy mà. Chúa thượng, số vàng nay đã mất, nên thần buồn bã thật sâu xa. Các sứ giả không thế lực gì, làm thần thoát khỏi nỗi sầu bi. Thần đã cân nhắc hoài cho kỹ, chúa thượng, thần không giải thích chi. Song ngài quy lực đủ anh quân, giải thoát cho thần nỗi khổ thân. Vì xét kỹ ngài nhiều đức độ, thần cho ngài biết thật tin tưởng. Khi vua nghe lời cảm khái ấy, liền đáp: Này chàng Bà La Môn, thôi đừng phiền muộn nữa, vì trẫm sẽ tặng học phí cho chàng đem trả thầy giáo. Rồi vua hoàn lại gấp đôi số vàng cũ. Để làm sáng tỏ vấn đề này, bậc đạo sư ngâm dần kệ cuối cùng: Đại dương nuôi dưỡng cả gian san, hoàn lại người kia một số vàng, tròn vẹn với lòng tin tưởng nhất, trước chàng đã có gấp đôi lần. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: Như vậy này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ Như Lai mới đầy đủ phương tiện thiền xảo, mà xưa kia Như Lai cũng vẫn như vậy. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, A Nan là vua, Xá Lợi Phất là vị giáo thọ, và ta là chàng thanh niên kia.